khổ. Có muốn thế đâu, bài nó còn không ra thì chịu rồi, nó ra có quả trứng ấy, nó ra Agali đầu game dã man, hóa ra lừa. Không ổn lắm, chơi kiểu này không ổn anh em ạ, phải chơi kiểu khác thôi. Ơi chuyện này có Calong nhá, chuyện này tôi một đi ngủ này, chơi kiểu khác thôi anh em ơi. Tôi biết kiểu chơi đấy rồi, tôi biết có một cái kiểu chơi khác rồi, tôi sẽ chơi kiểu đấy đúng sách giáo khoa để xem nó có mạnh hơn không nhá anh em nhá. Chuyện này tôi sẽ chơi đúng sách giáo khoa luôn. Đừng có mua bọn lai anh em ạ, kệ mẹ nó đi. Bây giờ nhá, tính này, tính toán chuẩn này, mua con gì này, không mua, không mua cái con Avenzo tốn tiền. Bây giờ chỉ là Evil Clay mua này, đúng không? Ok chốt nhá, Evil là mua này. Con thứ hai là con heo Clay mua, chốt luôn. Ba là con cá lông, thứ tư con rơi, được chưa? Thứ năm là con gì? Heo Clay hết. Ok nhá, chỉ mua những con đấy thôi, những con khác là không mua, ok chưa? Tôi hôm nay tôi sẽ phải tìm ra được một một gọi là cái gì, một bộ sách chuẩn của chơi God Clay, xây dựng sách chuẩn thì mới được, thì mới được. Bây giờ phải chơi, phải lối chơi là chuẩn, không phải là cứ eco xong mua mấy con like về, không phải thế. Phải phải làm nào để tìm ra được cái lối chơi mà nó chuẩn sách giáo khoa, đưa lên đây cho anh em để anh em tham khảo, anh em đưa ra ý kiến phản biện đó. Thế chứ nó phải hợp lý. Thế chứ bây giờ cứ kiểu eco xong rồi mua like thì còn nói làm gì. Thôi bây giờ chốt lại nhá anh em nhá, không mua những cái con mà không không dùng đấy. Avenzo không mua, Avenzo này không mua này, chỉ mua con rơi. Lula không mua luôn, con nào mua trời khó chịu thật. Con này mua được không? Được, ok ok luôn. Con nào mua được thì mua nhá, con nào không mua được thì thôi nhá. Vì tôi bảo tôi không eco là tôi không mua con eco đấy, tôi đã nói là tôi không eco trận này, tôi không mua con eco. Bỏ eco luôn. Ok, có giá phản. Ok chưa, ba con này vào đây, rất ok. Mà lăng giáp phản, lấy giáp phản luôn. Nếu nói nhiều chắc chắn có đúng không? Chắc chắn là phải có cái giáp phản đúng không, và phải có viên ma lăng đúng không? Ok chưa, ok. Nhưng mà chỉ lấy cái giáp thôi, từ từ đã, bình tĩnh không vội. Rồi, cứ từ từ bình tĩnh anh em ơi. Trận này chơi chuẩn sách giáo khoa luôn cho anh em xem. Chuẩn sách giáo khoa chưa? Ui, có vẻ không chuẩn lắm. Ê, thua. Ê, thua lọt tận hai con. Dã man. Ui, không, không thích chơi kiểu này đâu. Cho gấu vào. Anh Hưởng dẫn em tải bản PC đi. Anh em lên trên Google, anh em đánh chữ Epic Game nha, tải bản Epic Game về. Anh em tải cái bản Epic Game ở trên Google ấy, sau đó anh em tải Epic Game về, anh em cài phần mềm Epic Game. Sau đó thì sau khi mà anh em đã cài được cái phần mềm Epic Game thì anh em vào trong Epic Game, anh em ấn vào cái chỗ ô tìm kiếm auto chat, nó sẽ ra cái bản đấy để anh em đào. Thế thôi, đơn giản. Trận này quyết không eco luôn đấy, chơi tử tế luôn đấy, sách giáo khoa luôn đấy. Không mua đây nhá anh em nhá, đây nhá, Avenzo Clay không mua luôn. Chơi God Clay nhưng không mua Avenzo Clay, không chơi không mua. Đánh rất là cẩn thận, với cả có lối đi rất là riêng. Được chưa? Ui được quá luôn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ok. Không mua luôn anh em, không mua, không chơi không mua. Con nào chơi mới mua, con nào không chơi không mua, phí tiền.
Trận này anh em nhìn thấy thế nhưng mà tôi vẫn đang chơi God Glide đấy nhá. Đây đang xây dựng nữa, kiểu sách giáo khoa đây anh em. Đang xây dựng sách giáo khoa nha anh em nhá. Đấy, tôi đang xây dựng theo núi xây dựng God Glide sách giáo khoa của tôi. Rao sau xin cái bling cái giáp là ok rồi. Ê, đừng bớ vào con tinker sớm thế chứ. Ok, chắc lại thua. Nó đấu với châu lắm nhá. Giết được con đấy không? Ui, không giết được rồi. Thôi chết rồi. À, vẫn giết được nó. Hay quá. Cái đam của con gấu nó cũng khá to nhá, con gấu 2 này, có đam đấy. Ơ kìa, thua. Chán vậy. Ui, còn có tí máu. Từ từ anh em, chưa mua, tôi nói rồi mà. Tôi không mua đâu, anh em cứ bình tĩnh. Con này tôi cũng chuẩn bị bán rồi anh em ạ. Tôi chuẩn bị bán rồi, không mua đâu. Con Agali là cái con đầu tiên phải mua, thế thôi. Còn những con khác nó chỉ cần 2 sao thôi, tôi không mua. Tốn tiền lắm anh em. Bình tĩnh nha, bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Anh em không có gì phải vội cả. Cứ bình tĩnh, tôi chuẩn bị bán con heo của Lai luôn này, cho nó có tiền này. Không mua anh em ơi, chưa mua, tôi bảo xây dựng kiểu khác mà. Xây dựng kiểu khác nhá, xây dựng kiểu khác nhá anh em nhá. Không xây dựng như vừa nãy, không mua Lai nữa. Tốn tiền yếu lắm. Mẹ, cái bộ Lai phải eco mà anh em. Chơi eco đầu game mà, làm sao mà chơi được. Mua về 2 sao thì mới chơi được. Mà 6 Lai thì thôi lại mua lại như vừa nãy à. 4 Lai thì không chơi được rồi đúng không. Thế thì chết, không chơi được. Bây giờ nhá, lên làm sao để lên được 9 đã. Đúng không, bây giờ chơi làm sao để lên được 9 đã. Đấy, ui dồi, nhưng mà nó lại lừa anh em ạ. Nó ra con gấu đủ. Cao thật. Tại sao nó không phải là con gấu khác mà nó lại là con gấu đủ nhỉ? Đây này anh em này, bây giờ tôi bán đi này. Tôi mua con này này, tôi bán luôn con này, tôi bán luôn hai con này. Mà rau này chắc là tôi bán luôn cái con heo của Lai luôn này. Bán không? Bán heo của Lai luôn không? Tôi nghĩ là tôi bán heo của Lai luôn. Yếu anh em ạ, không chơi được đâu. Nếu mà anh em muốn mua Clyde đấu game thì chắc chắn nó phải eco rồi, không chơi được kiểu khác. Cứ bình tĩnh. Anh em cứ bình tĩnh, vẫn đang ngon, mất hơi nhiều máu tí thôi nhưng mà vẫn thấy tôi vẫn ổn. Vẫn ổn nha, mất hơi nhiều máu ra vừa rồi. Mẹ, đéo ra con gì ạ? À? Cáu thật. Tôi vẫn thấy tôi đang ổn nhá anh em nhá. Thôi chắc là bọn này ra đi. Cao thật. À đâu, cái gì? Đấy. Cao thật. Bây giờ lại thành eco anh em ạ. Cao thật đấy. Từ từ đã, bình tĩnh. Tinker lên 2 đã rồi tính. Đây, BH lên 2 vẫn giữ. Vẫn giữ nguyên. Vẫn đang ổn. Ơ, giáp rồi. Đấy. Cứ bình tĩnh, máu đang nhiều mà. Máu vẫn còn 84 máu. Làm gì vội, ra bây giờ ra con gấu, ra một con gấu gọi là gấu gì đi. Gấu đá đi, nhờ. Ra con gấu đá ổn đi, lên được 9 đi đã. Tí bán bớt gấu đi, có nhiều tiền rồi chơi tiếp, anh em ạ. Bây giờ nhá, chỉ có con Agali là anh em nhớ nhắc tôi nhá. Agali là anh em nhớ nhắc tôi mua nhá, còn những cái con khác thì bỏ qua đi, không mua đâu. Con cá lông nhá, có con cá lông thì anh em nhắc tôi. Miệng ổn nhưng lòng vẫn đau. À, đau. Bình tĩnh, mẹ mạnh kia. Rồi, ra nhiều gấu thế. Bình tĩnh chứ, tôi đã ra con gấu ở đâu. Anh em cứ bình tĩnh mà ra gấu nhiều đấy. Ra gấu ít thôi, ra gấu nhiều đấy kia. Mẹ. Bình tĩnh, ra gấu nhiều quá, không được rồi. Đấy, nó phải như thế anh em ạ, à. Đúng rồi đấy. Đúng hướng rồi đấy, không sai hướng đâu. Anh em ạ, à, đang đúng hướng đấy. Đang đúng hướng xây dựng bộ God Glide đấy anh em. Đây là gọi là chuẩn bài tuần cơm à. Không sai đâu anh em ạ, à. Đúng bài rồi đấy, rất đúng rồi đấy. Anh em cứ tin ở tôi làm được.
Đây con này gót này, mua nhá. Anh em cứ tiền tôi làm được. Tôi làm được. Bán này đi. Con này lên 2 này. Yên tâm. Vẫn đang rất khét ở đây. Blink nhá, cho xin cái blink nhá. À bộ này Almeta à? Bộ này Almeta. Ừ, thôi được rồi thì bộ này Almeta. Tôi cũng tin là anh em nói đúng. Tôi cũng tin là anh em nói đúng. Hơi Almeta tí nhưng không sao anh em, vẫn chơi được. Vẫn chơi được. Vẫn chơi. Ở đây con này chứ. Mết vào. Vẫn chơi được anh em ạ. Đây vẫn ghép đồ cho God Clay nha anh em nhá. Vẫn ghép đồ cho God Clay, cứ từ từ. Vẫn chơi được. Để mua, để mua, để mua, để mua. À có con này phải mua này. Con này phải mua. Con này phải mua anh em ạ, con này phải mua. Thôi, 3 mét rồi. 3 mét rồi, từ từ bình tĩnh. Con đấy nó phải mua. Đấy, tôi vẫn ổn nhá. Tôi vẫn ổn nhá. Tôi vẫn ổn nhá. Ui, lướt. Lướt này hơi bị hay luôn. Ui, lướt hay quá. Ui, lướt. Ui, thắng à? Em hiểu sao thắng ạ. À? Ui, thắng luôn. Cày lại. Vẫn ổn anh em ạ. Vẫn ổn, vẫn ổn con này luôn. Ui rồi ôi, ra cái con gấu đù. Sao không phải là con gấu khác mà lại là con gấu đù. Vẫn ổn anh em nhá. Đây bây giờ cho 3 human vào được không? Được. Vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn. Thôi được, cho 3 human vào vậy. 3 human vào này. Gì nữa? Cho lên con này vào. Up lại đến 7 đi. Nhiều tiền để mà làm gì? Ok. Nhiều tiền để mà làm gì? Bán này đi. Con này. Xây dựng chuẩn sách giáo khoa đấy anh em ơi, xây dựng chuẩn sách giáo khoa đây này, xây dựng chuẩn sách giáo khoa đây rồi, đây rồi anh em ơi. Úi giời, có quyển sách đầu tiên sẽ dễ dàng lên được 9 thôi anh em ạ. Đây rồi, đây rồi. Từ từ nhá, con này phải mua. Bán mẹ gót đi nhở. Bán gót đi, từ từ đã. Gót cửa like đấy, đúng là gót like đấy. Nhưng mà bây giờ bán gót, tí nữa chơi. Được không? Tôi cần con này. Tôi cần con zipper. Bây giờ một con zipper. À, nhưng mà tôi vẫn cũng cần ở cái con này. Bây giờ bán gót đi, chỉ có con gót là bán được thôi. Thôi tôi mua con zipper, tôi bán con ấy. Từ từ đã. Tí nữa. Chưa ổn, lên 8 lên 9 mới chơi được. Ok. Chuẩn sách giáo khoa chưa anh em? Úi giời. Ây da. Có lẽ là không chơi được con ấy rồi. Không chơi được con này, cứ bán đi. Bán. Bán đi, bán đi. Đây có những cái con là mạnh hơn anh em ạ. Mạnh hơn trong giai đoạn này. Ui có thằng lên 8 rồi kìa. Chi human à? Sợ đấy. Bình tĩnh bạn ơi. Áp vội thế. Ui gặp luôn này. Ui cũng chơi God Clay hả bạn? Chết rồi. Có thằng chơi God Clay trùng hệ rồi, trùng hệ rồi. Trùng hệ là căng quá. Chơi God Clay trùng hệ rồi. Ui trùng hệ rồi, hay quá. Này thì lên 8 rồi. Ui rồi cắt chơi luôn. Ồ được không?
Được, 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 được. Được không? Được không? Được chứ. Ui xui ui, anh em thấy không? Nó gọi là đúng rồi đấy. Đúng bạn, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây chứ còn đâu nữa. Đúng bài chưa? Đúng bài, anh em thấy đúng bài chưa? Từ từ nhá. Bây giờ con này lên 2 mới bắt đầu mua những con Clay khác anh em ạ. Cứ từ từ bình tĩnh. Lên 8, lên 9 mà. Chơi ở 9 cơ mà. Mà bây giờ chơi Eco kia mất máu á, tí nữa comeback khó lắm. Chơi kiểu này anh em ạ. Sách giáo khoa nhá anh em nhá. Sách giáo khoa nhá. Sách giáo khoa. Ôi, chơi sách giáo khoa thôi anh em. Chơi kiểu kia không ăn thua. Chơi kiểu kia lúc Eco xong còn có tí máu là sao chơi được. Mà cái bộ này đâu phải cái bộ mà dễ nhằn với cả những cái bộ beat đâu. Gặp bộ beat là sợ lắm. Thôi chơi này cho nó có máu anh em ạ. Kiếm con ấy nào, cho con gấu đá hai xem nào. Ui rồi lại gấu đù. Chán tuyết nhở. Toàn ra gấu đù lại phải bán. Thấy lại không ổn lắm rồi, lại bây giờ lại yếu rồi, chán thật. Chán thật đấy. Xung kích các thứ lại giáp tiếp nhở, xung kích đi. Làm tí xung kích vào. Xung kích blink. Xung kích blink. Ok. Làm nào cho nó mạnh hơn được nữa không nhở. Này yếu quá. Thế thôi chắc là như này chắc là thôi, tôi cứ để đây thôi, eco tí anh em ạ. Bán bớt mấy con này đi thôi. Là đủ tiền 50 tiền này, đấy. Đây bây giờ có tiền rồi đấy, đúng không? Nhiều tiền rồi anh em. Vừa nãy không có tiền, chơi kiểu vừa nãy không có tiền anh em ạ. Bây giờ nhiều tiền rồi. Ở level ở bây giờ là có 50 tiền rồi. Đấy, máu thì còn nhiều. Gặp thằng nào mất máu thì mất thôi, thắng cái thằng nào thì thắng thôi. Cắt chuỗi là ngon rồi. Thằng kia nó còn lên 8 mà hết tiền nữa kìa. Tôi còn một đống tiền luôn. Tuyệt vời. Tuyệt vời anh em ơi, đấy, vẫn ổn luôn. Tôi ổn, anh em vừa lấy bảo ai không ổn, ai không ổn cơ. Ai không ổn cơ. Ai nhở, ai nhở, ai nhở, ai nhở. Ai chứ. Anh em bảo ai chứ, có phải tôi đâu. Đấy, tôi ổn như này mà. Đấy. Đấy, áp dần thôi. Đấy, mỗi round có quyển sách đúng không, cắn luôn. Cắn sách dần lên. Thấy chưa, cái round vừa rồi, ôi, đang có chuỗi à. Thế thì lại không ổn lắm. Thế phải lên áp áp cấp rồi, áp cấp rồi. Rồi cho thêm con này đi. Ok. Đấy. Ổn chưa? Khá ổn đấy chứ. Giữ máu tốt, đang có chuỗi luôn anh em ơi. Quá ổn luôn. Ui giờ gặp thằng này thì mất chuỗi rồi. Thôi được, không sao hết. Sao hết bạn ơi. Úi rồi nó lại thả đúng một cái con đó. Thế là bị lỗ mất tiền à? Lõ mất tiền à? Bán cái con đấy không? Bán đi để kiếm tiền không? Bán đi. CM đâu có ở late game đâu. Đây rồi. Từ từ bình tĩnh anh em. Rồi dần dần nó sẽ sang God Clay thôi. Nhưng mà bây giờ chưa được. Bây giờ chưa được. Vẫn không mua nhá. Đây anh em thấy là có rất nhiều Avenger Clay và Evil Clay. Tôi bỏ qua, tôi không thèm mua luôn. Tí nữa anh em ơi, lên 9 đã. Sống sao lên được 9 đã. Xây dựng chuẩn luôn cho anh em xem luôn. Đấy. Ui giời, Creator à. Trận này còn có Creator luôn ạ. Chết rồi, thế thì God Clay có vẻ hơi toang nhá. Không sao, trận này có ấy. Trận này có ca lông anh em ạ. Không sợ lắm, có ca lông được không? Ui tầm này bắt đầu mất nhiều máu rồi đấy. Bắt đầu mất nhiều máu rồi đấy anh em ạ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có giữ máu rồi. Ổn không? Mèo bây giờ. Mèo vào bây giờ cũng chưa có gì ổn. Nhưng mà có giữ máu ở đây. Bỏ tạm này ra đi. Tầm này sống được lên 9 đã rồi tính anh em. Round sau mà lên 9 rồi bắt đầu form dần là vừa. Mà thôi chắc là không mua mèo nữa. Bán mèo. Tầm này là lên 9 là cho God Clay vào được rồi. Round sau là 21 rồi là tiêu chuẩn là lên 9 rồi anh em ạ.
Thế nên bây giờ round này chắc là tôi bán con này đi, tôi mua con heo lai luôn. Đấy, tầm này mua heo lai thì là chuẩn rồi. Có 9m nhá. Trận này có à, không phải, đây không phải 9m. Đây là 6m kết hợp với cả con ấy thôi, con gấu lướt thôi. Cũng kinh. Cũng kinh đấy. Round này 19 rồi đúng không? Vậy là round sau sẽ gặp cái bọn quái như này không đép được. Như này không đép được quái đâu. Phải thêm gót vào. Nên chín luôn anh em ạ. Thêm hai gót vào mới đép được. Ủa từ chưa rồi có đép được không vậy? Tôi nghĩ là đép được chứ. Làm gì mà không đép được. Được. Ok. Ủa rồi nhá. Lên 9 rồi nhá. Chuẩn bị bán cờ đi thôi. Cho con eco vào đã. Lên 9 rồi này. Có thêm quyển sách này. Ui nhưng mà đồ thì khéo quá nhờ. Thôi từ từ đã anh em. Bây giờ tạm thời như này đã xong rồi, roll dần anh em ạ. Roll dần thôi. Đấy, như này nó mới chuẩn. Vừa lấy nếu mà cứ đi đâm theo cửa line ấy, nó cũng không ra đủ bộ đâu anh em. Tôi đếm rồi. Thiếu rất nhiều con. Thiếu chưa có con Agali này. Chưa có con Light Blade Line này. Cái gì đấy? Người ta đang coi như là tập trung viết sách giáo khoa mà cứ rủ chat sách là thế nào? Hot girl and hot boy video chat. Ơ, mẹ vú va vú vẩn. Ôi nhưng mà vẫn sống ổn này anh em này, vẫn thấy vẫn nhiều máu này. Ơ, vẫn ổn phết nhở. Vẫn ổn phết nhở. Được chứ. Không, con này không lên nữa. Ủa, chết thật. Mà thôi nhá, chưa có like. Giống không? Mẹ. Thôi cứ lên tạm đi, lên tạm anh em ạ. Lên tạm. Giống. Lên tạm giữ máu đã, từ từ đã anh em. Bây giờ đã thấy con đéo nào ra đâu. Godline đâu, làm đéo có. Chết rồi, cái con gấu kia nó lướt kinh quá anh em ạ. Bắt 8 máu này. Ơ, Godline đâu? Đây rồi. Godline đâu? Ra hộ anh cái. Godline ơi. Godline mày ra hộ tao cái. Lừa thế nhờ. Ê đừng có lừa thế. Đâu rồi? Thôi giải tán mấy em rồi thôi. Cái đi bạn ơi. Từ từ nhá, con rồng không cần. Ui chết rồi, nhầm, thiếu một con. Thiếu một con. Không sao, eco. Con rồng vứt. Con này vứt. Đủ đấy. Đủ đấy, nhưng mà hơi toang nha. Có thu hồi máu. Lại một lần nữa không có con Agali 2 sao thì tôi cũng ạ luôn đấy. Ra đi bạn ơi. Đủ bộ hộ tớ. Đủ bộ hộ tớ bạn ơi. Đây rồi. À, hàng về anh em ơi. Nhưng mà thiếu cái blink. Thiếu cái blink anh em ạ. Cái này là chắc là cái hút máu.
Ok, 9 hăn phải không? Đéo 9 hăn sớm hết nhở. À chưa, chưa đủ 9 hăn. Chưa đủ 9 hăn, nhưng không sao, tôi ăn được. Giáp này là chưa đủ. Thôi được rồi. Bây giờ ổn rồi thì cứ... À đây rồi, Blink rồi, hay quá. Blink cấm đánh luôn này, được quá. À không, đéo. Đéo cần Blink. Đây cơ anh em ạ, à. Đây cơ. Ô, nó lại thế giới luôn. Ổn rồi. Không nha, không nha, không nha. Bà tìa, bà tìa, bà tìa. Không. Phải có hai con anh em ạ, à. Hai con. Không cần Blink nữa, không cần Blink nữa. Tí giáp băng luôn. Ổn áp luôn. Hay quá anh em ơi. Luôn con này 2 sao, con này 3 sao. Đặt luôn. Chơi 9 con thôi anh em ạ. Tinh thạch sinh lực. Ok, cái này để lấy cái BKB. Được rồi, giáp băng rồi. À quên, cầm đánh, cầm đánh, cầm đánh. Thế sẽ có một cái là lấy cái BKB. Ôi kìa. À đúng rồi. Đúng mà. Cái này là lấy BKB này. Còn cái này sẽ lấy cái hút máu. Hợp lý luôn. Quá hợp lý. Rồi. Chuẩn bài rồi đấy. Ok, chia đồ ra. Mỗi con cầm một tí thôi. Ok, con này cao lên tí này. Con này đứng trong góc đây. Ok. Con này đứng qua trong này đi. Giữa này. Bây giờ mày lướt hộ tao cái lần nữa đi. Mày lướt hộ tao cái. Lướt hộ. Lướt hộ em nào. Lướt giết đi em nào. Lướt giết người đi. Xem giết được ai. Ôi kìa. Vẫn còn hai con co. À, thế được, thế được. Vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống. Giết hộ, giết hộ. Bạn ơi. Giết hộ tôi cái bạn ơi. Ui giời, ui giời. Làm gì có cửa giết. Làm gì có cửa giết. Hai co cơ mà. Cứng lắm anh em. Đấy, lên được gấu 2 chưa chắc đâu. Chưa chắc đã ăn được đâu. Roll tiếp. Roll tiếp. Ê, ra một con đi nào. Mỗi lần roll ra một con đi có được không? Chả ra được con nào cả. Mất bao tiền. Đây rồi. Thêm cái block đam này cho cứng hẳn luôn này. Anh em này cho... Ghép thêm cái giáp này nữa. Cứng lắm này. Nhưng mà thiếu cái BKB anh em ạ. Nên là thôi. Chưa có BKB. Ừ. Gì căng. Gì căng vừa sọc. Vừa xuống cái sọc chết hết thì nào. Nghe nói là Clyde không sợ assassin đúng không anh em. Nghe nói là Clyde không sợ assassin. Đúng thật, cắt chuỗi luôn. Ui giời. Ui xui ơi. Cộng 8 với chúng tôi. Khỏe chưa, khỏe chưa. Được đấy anh em, được đấy, được đấy. Không hề yếu, không hề yếu. Không hề yếu nhá, không hề yếu. Không hề yếu. Ra. Ra đi, úi xồi ui. Được quá nhờ. Con này đâu cần. Cá lông sắp lên 2 rồi, sắp vô địch rồi. Được quá anh em ơi. Rồi, trận này lại tự tin luôn. Mấy cái thằng Hunter thì không có cửa đánh với Lai rồi nhá. Không có cửa đánh với Lai rồi. Rồi còn mấy cái thằng này cũng Hunter luôn. Ok, trận này có rất nhiều người thích chơi Hunter. Ok, thôi bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sao đứng im vậy? Tôi sẽ bắn thế nào? Sao cứ đứng im vậy? Thôi chết tôi. Tỉnh, 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 tỉnh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống. Ok, tỉnh, 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 tỉnh. Ôi giời ơi, ôi ui giời ơi. Đấm nó bắn kinh quá. Không được. Thế thì lại vẫn có tuổi đấy. Bắn kinh thế. Đây rồi. Từ từ. 3 sao hết anh em ơi. Trận này là phải 3 sao hết. 9 assassin thì thôi nhá. Coi như là thằng đấy đóng hòm rồi nhá. Hai thằng 9 assassin nhá. Thằng God thì chắc chắn chết rồi. Gặp tất cả những cái thằng còn lại nhá, là Hunter này, là assassin thì cái thằng mate kia chắc chết rồi. Năm rồng không có cửa. Tôi 100% đầu game mà. Làm gì có cửa đâu. Nghe nói là cái bộ này bây giờ đang hot. Nghe nói là nó hot. Ôi chết rồi.
Chết rồi. Sao mạnh thế? Ôi Clyde làm sao đây? Clyde kiểu gì đây? Ui Clyde yếu thế. Không ổn. Ui chết mẹ rồi, có 16 máu. Thế là anh em vẫn chưa được đi ngủ à? À Không ổn. Rồi xin cái ba tia nhá. Ba tia với con cà lông 2 nhá. Vẫn chưa ổn anh em ạ. Vẫn thấy chưa ổn lắm. Cảm giác vẫn chưa ổn. Cảm giác chưa ổn. Không hiểu sao. Không hiểu sao mà cái bọn đấy nó lại mạnh. Tại sao nhỉ? Cần một lời giải thích. Có lẽ là cho mấy cái con này xuống dưới. Ba tia nhá. Cho xin cái ba tia. Round này phải lấy cái ba tia nhỉ. Đéo gì mà triệu ma pháp. Không cần. Đây rồi. Bọn mày xác định đóng hòm hết đi nhá. Xác định với chúng tôi. Rồi xác định với chúng tôi. Xin quả trứng bạn ơi. Đùa. Ở đây. Mình tới. Được. Xin quả trứng được không? Ôi kìa. Sao có con này rồi mà vẫn bị ấy là sao? Ôi ở đây rồi. Thôi rồi bạn ơi, giờ chia tay đã đến. Bạn ơi, mới đây thôi ta còn với nhau. Giờ chia tay đã đến. Quay ra đây. Chúng ta sắp phải chia tay rồi. Nào, như nào. Ăn hộ. Ui xui ui. Ăn hộ. Ca khúc bạn vừa nghe là ca khúc tạm biệt nhá anh em nhá. Ca khúc tạm biệt nếu anh em muốn tìm hiểu thêm thì ca sĩ Quang Vinh nhá anh em nhá. Với anh em ở lứa tuổi 8X, 9X, đầu 9X thì chắc là cũng không lạ gì với cả. Úi xời. Được quá nhờ. Quả này thật vô địch rồi. Vô địch rồi em. Agli 2, Agli 3. Ok. Lắp mẹ cái block đam luôn này. Lắp luôn cái block đam này cho nó máu luôn. Đéo cần bờ, đéo cần BKB nữa. Cửa này sợ quay bọn mết anh em. Sợ gì cái bọn mết đâu. À assassin, nghe nói assassin mạnh. Nghe nói assassin mạnh. Ê có mạnh không? Có mạnh thật không? Mạnh thật không? Ui xôi. Ui ui mạnh thật. Mạnh quá. Nó rô đồ cho con này à? Ồ nó rô đồ cho con này. Mày tỉnh dậy, mày tỉnh dậy. Tỉnh dậy hộ tớ. Thôi xong rồi. Kết thúc được chưa? Kết thúc được chưa? Không nha, roll 3 sao luôn anh em ạ. Roll 3 sao luôn. Kết thúc được chưa? Bây giờ mấy bố ấy ra đây, mấy bố chơi assassin ra đây hộ cái. Nghe nói assassin 69 assassin đấm được Clyde. Thế à. Cười đấy. Ra đây đấm hộ. Đấm hộ tôi cái. Nào, ra đây đấm nào. Ui giời ơi, kinh. Tung trưởng mạnh quá. Ui, tung trưởng đéo mất máu luôn. Ui giời ơi. 5 rồng 12 con với chúng tôi à? À đâu, có lên được 12 đéo đâu. Chơi ở 10 thì thôi, đóng hòm rồi. Ui giời. Rồi nói. Ba sao rồi anh em ơi, ba sao hết rồi. Có anh em hỏi rất hay. Vậy thì liên quan gì đến bọn gấu lúc đầu nhỉ? Tôi cũng thấy nó đéo liên quan gì đến bọn gấu cả. Anh em ạ. Đấy, nhưng mà tại sao mà lại phải chơi gấu? Có lý do nhá anh em nhá. Có lý do. Lý do gì thì anh em lại phải nghĩ một chút, suy nghĩ một chút nhé. Không phải tự nhiên bây giờ 50 tiền roll đâu anh em. Không phải tự nhiên mà có 50 tiền mà roll đâu. Nào ra đây, bọn mày ra đây, ra đây, ra đây. Như nào, như nào. Ui rồi, nghe nói như nào. Nghe nói như nào cơ. Ui rồi, một em đã ra đi. Ui dìu long huyết tiếp này. Bây giờ thì làm gì có cái cửa cho bọn này. Tôi ghép cái cấm đánh 2 anh em ơi. Thôi xong. Làm gì còn cái cửa cho bọn này nữa.
Run tiếp nào. Ui, trứng cho Akali thôi anh em, Akali 3 thôi. Anh em thấy không, tôi có 50 tiền tôi run ở 9 này. Sống khỏe này. Anh em thấy những cái trận trước không? Những cái trận trước ấy, mua line từ đầu ấy, mua hết bọn line từ đầu, đéo có tiền mà chơi luôn ý. Eco thì hết máu, anh hiểu không? Đến late game làm gì đủ, làm gì có mà chơi mà run đâu. Bây giờ đang, anh em thấy thoải mái không? Nó có kinh nghiệm rồi anh em ạ, kinh nghiệm rồi. Đây rồi, ui rồi ui, cái giáp băng đây. Giáp băng hay là giáp cuối nhở? Giáp kia cũng kinh nhá. Nhưng mà thôi lấy giáp băng trước, tí rồi lấy cái giáp kia sau. Run tiếp thôi anh em ơi. Tôi nói rồi, cái này là tôi run 3 sao hết. Ở level thấp, không chơi level cao. Anh em ạ, tí ra thay con God này này. Con God apply này thay cho con này anh em ạ. Xong rồi. Chơi ở level thấp thôi. Tôi chỉ tiếc là không có cái BKB ở cái trận này thôi anh em ạ. Không có BKB nên là nghe nói assassin mạnh. À, nghe nói bọn assassin. Ui, chưa. Được không? Nhấc tay lên hộ cái. Nhấc cái tay lên. Nhấc cái tay lên cướp điên à. Nghe nói cướp điên đánh được nhanh đúng không? Crit là đánh nhanh. À, xui ui. Bây giờ các cậu chết dần rồi. Các cậu chết dần chết bòn rồi. Đợi đợi. Bây giờ anh em đang gửi thì cái mùi gì chưa? Bây giờ anh em gửi đến mùi gì chưa? Anh em trả lời, anh em đã gửi đến mùi gì chưa anh em? Roll đi mấy cái lũa đi. Mấy cái lũa nào? Ui, chết rồi. Đầy hàng chờ rồi. Lên một con nữa thôi. Ui, tôi chết rồi. Đéo được rồi, anh em ạ. À, tí chết. Đéo được rồi. Rôn hơi nhiều quả đấy đấy. Rôn hơi nhiều quả đấy. Nhưng mà không sao hết. Vô địch rồi anh em ơi. Ăn hộ tớ, ăn hộ tớ. Ui ui, cẩn thận nhá. Con này mà chết là đi luôn đấy. Về căn bản là không có BKB anh em ạ. Sắp lên 3 sao rồi còn phải bán đi đấy. Cái round vừa rồi. Đéo được, thế là tham quá. Ôi kìa, đéo ra cái gì luôn ạ. Cáu thật. Ôi, đùa, thề. Sắp lên 3 sao rồi đấy. Được không bạn? Được không? Ây da, ây da, ây da, đau, 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 đau. Ghê quá nhở. Ui, tôi chết rồi. Ui, tôi chết rồi anh em ơi. Ui, tôi chết rồi. Tiếp máu. Ui, tôi chết rồi. Không, 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 không. Ba con chắc chưa chết đâu nhở. Ba con chắc chưa chết. Ba con chắc chưa chết. Nó có cấp điên anh em ạ. Sợ quá. Tôi chết rồi. À, sống, sống, sống đi. Sống đi bạn ơi. Tôi chết rồi. Không được. Không được, không được, đừng gáy, 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 đừng gáy nữa, đừng gáy nữa, đừng gáy nữa, Tuấn ơi, sống, 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 sống. Agali 3 sao thì mới đấm được bọn này. Ê, thui, thui, úi dồi, cái 8 máu, chết tôi rồi, đéo được, con Agali đâu, mày lên 3 đi. Còn 2 con nữa, à, vứt ra vứt vào nhỉ, vứt ra, làm phép, làm phép, làm phép, làm phép. Đúng rồi, à, vứt ra, làm phép, đây rồi. Một con nữa. Một con nữa thôi. Một con nữa thôi con mẹ. Một con nữa thôi, chết tôi rồi. Còn thiếu một con anh em ạ. Đéo ổn. Lại thấy không ổn. Tại sao lại không ổn? Tại sao lại không ổn nhỉ? Chết tôi rồi. Ui, cái đéo gì mà sọc kinh đi kìa. Thôi chết rồi. Ôi tôi chết tôi rồi. Tôi chết tôi rồi. Ôi trời ơi, tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ? What the hell? Ôi đau quá. Đau tim quá.
Con mẹ con Agoli của Line, sao mày không lên 3 sao đi? À! Cái đéo gì thế? Cái đéo gì thế? Câu thật. Cáu thế nhờ. Hai round liên tiếp đi luôn ạ. Không thật đấy. Cái bọn assassin này nó mạnh thật. Assassin này mạnh thật đấy. Cáu thật. Công nhận bọn assassin này. Công nhận cái bọn assassin này nó mạnh thế. Đùa, tôi nghĩ là cái bọn này nó phải lép đi. Anh em có công nhận được không? Cái bọn này nó phải nép đi, update nhanh lên. Nép cái bọn assassin này sớm đi để người ta còn chơi điện tử. Mẹ. Công nhận mày mạnh thật đấy. Mạnh thế, mạnh thế là thôi tôi nghĩ là bây giờ anh em thôi. Anh em đừng chơi Clive nữa, anh em chơi mẹ assassin đi. Chơi assassin nó mới mạnh. Khổ. Thế người ta mới nói là meta assassin. Meta chín xuyên. Chuẩn rồi anh em ơi. Thôi. Cờ lại đéo gì. Anh em nhớ ngày mai chúng ta quay trở lại, chúng ta chơi 9 assassin nhá. Đùa. Được rồi, thế này là biết là chơi gì rồi đấy. Biết rồi, chúng ta bây giờ chúng ta biết chơi gì rồi. 9 assassin anh em ạ. Cau thật. Em không hiểu kiểu gì luôn. Thực ra mấy cái con cửa lai nói chung là nó cũng hên xui anh em ạ. Hên xui. Bây giờ để xem là 6 assassin hay là 9 assassin ăn đây này. 9 assassin mà bây giờ 6 assassin nó đấm chết 9 assassin này anh em này. Thế mới biết là cái bộ 9 assassin thực ra đó, đéo mạnh bằng 6 assassin anh em ạ. Ui. Con này nó vừa mới tỉnh dậy một cái nó cửa phát chết hết, gần hết rồi. Hồi lại máu luôn. Đúng đỉnh cao. Đúng thật anh em ạ. 6 assassin mạnh hơn 9 assassin. Ui. Không, đấy là tôi nói thế thôi anh em ạ. Và bây giờ tôi lại có cái suy nghĩ ngược lại. Đấy, bây giờ lại nó lại là 9 assassin mạnh hơn anh em nhá. 9 assassin chắc chắn với anh em là mạnh hơn. Đấy, anh em thấy không? Vừa chứng minh cái điều thực tế nó vừa chứng minh 9 assassin nó mạnh hơn 6 assassin là chắc chắn. Không có nhiều, 9 assassin nó mạnh nhất rồi, vô địch rồi. Thôi bây giờ sửa farm 9 assassin anh em nhá. 9 assassin mạnh, công nhận. Cái bọn 6 assassin tuổi gì? Đây này anh em thấy không? 6 assassin kẹp vừa va vẫn mấy con này vào làm gì ăn được 9 assassin. Nhất kích tất sát. Nhất kích tất sát không có nhiều. Chỉ có nhất kích tất sát thì mới là chân lý thôi nhá. Còn cái dăm ba thằng kẹp cọc các thứ vào. Ôi dồi ơi. Kẹp cọc vào cái tuổi gì mà ăn được 9 assassin. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chứng minh cái điều thực tế đó, chứng minh. Quá là đơn giản. Tôi bảo rồi mà, chứng minh thực tế, chứng minh cứ nhìn nó biết ngay trò chơi. Chúng ta xem nhưng mà thực tế nên chúng ta không bao giờ chúng ta nghe lý thuyết. Thực tế nó thế, còn lý thuyết thì nó chỉ là lý thuyết mà thôi. Đấy, thực tế nó là thực tế, còn anh em bảo những cái quyển sách giáo khoa các thứ chuyên đề những biết các thứ thực ra nó chỉ là sách giáo khoa lý thuyết. Thực tế này, anh em thấy không? Clive, đấy, chơi Clive thế thôi, nó chỉ thế thôi, thực tế thế thôi. Đấy, 6 assassin, thế thôi, thực tế. Làm gì mà nó có tuổi đánh 9 assassin. Chuẩn chưa? Rất chuẩn, đúng không? Rồi, chúng ta tiếp tục với...